Hello, chào cả nhà nghe. Hôm nay vừa sụp quá trời, anh em ăn nhậu ăn mừng. Kéo cá cả nhà ơi, kéo cá ra nhà bác Hai, kéo cá về nấu lẩu mắm ăn mừng nha. Sao nè, chào cả nhà con. Chào bà cô chú. Ăn mừng lẩu dừa. Nè, kéo cá con giờ tía nha cả nhà. Cúp điện hả? Đây là thành viên mới trong nhà nha. Nhận giờ tía có nuôi ếch luôn cả nhà. Rồi rồi bắt cả ngàn con mà ngay cái đợt nào nó chết hết trơn còn được nhiêu nè. Nè để tới hai đứa rồi. Sẵn nha. Rồi mấy vịt ngon quá trời, bành bành không ơi. Đó, biết đem cây mà. Ra có cái móc để ta le cây thì cắt được rồi le. Mẹ đây chú thấy được đâu ấy. Nó chạy đi đặng. Trời ơi, bỏ thức ăn vậy là tao nói nó nhào trắng nước luôn á. Cái bữa nay kỳ vậy. Buổi sáng đâu có ra nè. Mà làm nó tổng quân. Nó giỏi. Không ăn đó đó. Thôi nhấp lại. Đó đó đó. Trời đất ơi, tao nói nó bên nhào dữ bợm nó lắm, nó hơi thức ăn một cái ra khủng khiếp luôn á. Hôm nay a tính đó chạy lên trước hết quá luôn. Hôm nay tới ngày nó lên bàn thờ nên nó u quá dữ đó. Ây da, tao quý đó đó trời cái tao tưởng. Ôi được rồi, trời ơi ba con ơi. Dạ, đúng rồi, bắt con không nhà tía kìa. Bắt con bự thôi, con nhỏ thả lại đi. Bắt con này đi, ngồi ngoài cá nó khác. Con bắt con bự nữa phải không? Ra đồng ra, bắt con đó đi. Có con ngắm cái đuôi đó con rồi. Lại kéo đồ đắm á. Con bự cả nhà, con này 2 kg mấy nè cả nhà. Nuôi ngàn năm rồi cả nhà. Trời ơi, con mấy ký của ông đâu cho bác? Con 3 ký. Trời ơi. Con này qua đám cỏ rồi đúng. Đám cỏ rồi. Trời ơi, vô cá bự nhóc luôn rồi đó. Tại động rồi đã. Vô cá bự rồi. Con nào luôn. 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 Con làm vậy không lật nước ra đây. Chết già chết mé nữa không? Quýu quá cả nhà ơi. Út nhớ con bị con cá nó quằn ngỏng ông quýu hết trơn. Bọc qua đây. Chết rồi. Không còn á, nó chưa đi đâu, cá này còn á. Dính đựng cá tên tượng. Cái lưới con nhà tía này hơi nhỏ. Có cái
Nó cùng quá được không? Ép chỗ út ép vào bên Bắc Hai á, ông đi vòng qua bên Bắc Hai cái được rồi đó. Bé nó lại. Trời ơi. Ừ. Mặc cái chỗ chị Hai nè, ngoài này chứ. Lỗi luôn nước. Lỗi gấp á. Nói gì nó mượn được chuyện à. Đừng chắc mấy luôn đây. Ồ, phải cá bự là nó giải rồi. Không không chứ ta. Ủa cái gì vậy? Nhóc cái đó luôn. Có nó giải lại ra rồi. Có là nó giải. Vô giữa hết. Ủa, ừ, để chạy miếng mấy cậu. Đau quá. Cậu. Vô đó. Không có con tự nhỏ. Đó, có. Mẹ đi. Được không? Ăn tắt đi, kéo con nữa. Ừ. Ba con đủ quá rồi. Ba con rồi. Hai con rồi. Mới hai con hả? Chín con à. Đó là bắt con đó, bắt thêm con nữa. Điện qua cho anh cắm tạ. Cái này có phi mà tía. Có phi nuôi luôn hả? Trời ơi, có phi tao hàng tỷ với này. Đã kể rồi. Hai con cả nhà ơi. Còn con bên kia nữa kìa. Đâu mới lũ vô, lỡ lũ lục. Cái này cũng bự lắm cả nhà. Thấy nhìn trong hình vậy cho nó bự lắm cả nhà. Đây con nè. Ồ. Mày mẹ đi. Ba tổ này gì vô rồi? Chứ. Cái nhỏ gì? Bự quá à, ăn thịt trên giặt khắc. Không có cái kềm đây nữa. À, kềm bà, ở đâu mà kềm? Bà chủ nhà cười cái bà chủ nhà. Cho bà cá phải cười cái mới được nha. Ai vậy? Ta đắc mà hai nói anh Tùng kiện con sao thôi mấy giờ. Nó đi dự giờ vậy. Còn ba nó 3 rưỡi mà hai này nó 2 rưỡi. Đứa ba rưỡi về, đứa ông ba thì nó 4 giờ về. Đó. Điện ai? Mấy giờ anh điện cho mấy. Mày tội ngoài mặt luôn đi. Sáng dẹp lớn tía. Vậy về cả nhà ơi, về mừng cái nha cả nhà. Quên đôi dép rồi. Biết đâu, vì con hỏi cho đúng giờ để đưa nó lên. Mới để ra thằng Tùng nó thấy hồi khóc đó chẳng á. Ngồi với con thí á. Ngồi với con thí khóc á. Lần sau nó đúng giờ thì đúng 4 giờ mới đi rồi. Ồ, thì bãi vậy. Ồ, thím bảy. Hello, hello. Ngày thím bảy có bảo bảo nha cả nhà. Bữa dữ nha hả? Này kéo cá về nấu lỗ mắm nha cả nhà. Tối thì hồi đem qua. Ba con cá bự lắm nha cả nhà, bành không à. Thì cao kìa. Này da bò, da heo vậy đó. Này bầu nè. Này cà nè. Này da heo nấu lỗ mắm bỏ vô nha cả nhà. Bữa nay ăn mừng cả nhà ơi, vừa lỗ quá trời ăn mừng vừa lỗ. Lỗ rau nữa nè. Này bự nữa kia mừng cá nha. Mấy cái đó đừng chặt bự. Chặt hay ngạnh thôi, cái đó đừng chặt. Ừ, cỡ chặt. Để đi. Cái mày ăn gì? Béo lắm. Ờ cho nó béo. Cái béo đó. Đuôi mày cũng khỏi chặt luôn, chặt hai ngạnh thôi. Hai ngạnh được. Lấy cái mang ra cái mình chế nó sôi được rồi. Ờ đừng chặt nó luôn. Rồi cắt cái đó đây, cắt cái nó rồi chế nó sôi vô. Trời ông nội ơi, cá dầu cầu mấy cái đó mày khó kiếm ăn, nó quạt quạt chúng nó ăn mới béo dữ lắm. Ăn đó mình bữa ăn cũng được nữa. Còn không biết bên bển còn còn ga không, ngân hồ cứ bắt cái bếp lên. Không đổ bông rồi ra luôn, rửa sơ sơ cô tới. Ở vậy. Bông á. Bông chứ rửa rồi hả? Bò nào quá, không ba thả nó vô đi qua. Mày thái luôn cả nhà ơi. Ba cái có 5 6 kg nè cả nhà. Thái ra mình trụng vô ăn nó mới ngon. Dài không bự? Lấy cao luôn đi. Dừa. Dừa lội, con lội muốn xuống quả con lội á. Đâu lên cao lên. Anh đứt quả thôi đây kìa em đặt con. Bữa ơi, con lội, con lội, con lội. Uống ruộng vô nó chịu, nó chịu quả đó. Nhân như bếp là dân làm nha cả nhà, còn dân đây là dân ăn không nha cả nhà. Chào.
Chân ăn ngồi đợi nè. Tôi mới làm xong. Đừng nói xấu vậy. Nè, những khuôn mặt thân quen nè, ăn không chứ không có làm nè. Chào cả nhà các coi. Trời ơi, cái mặt nó kìa. Trời ơi, cái mặt cái bánh bột chiều. Hello, tụi kia chào cả nhà nha. Chuẩn bị nhậu nữa rồi. Chuẩn bị chiến, ăn mừng vừa lỗ. Vậy cho món vừa là lỗ là ăn mừng nè cả nhà. Ăn mừng vừa 4.900 ký. Bông súng nè cả nhà, bông súng ăn mắm lỗ mắm nè cả nhà. Dạ, đáp vậy có 40k nè. Bây giờ gạch muối luôn. Nè anh em người tay chân phụ ghét đang ăn cả nhà ơi. Sáng nó móc vừa về ăn buổi rồi. Còn anh em cũng chưa ai ăn cơm nha cả nhà. Có mình chọn với ông Tấn ăn à. Sắc xả cả nhà ơi. Người sát xã, người nạo dừa, người hái rau. Bông súng này bông súng trâu nè, chứ không phải bông súng nước. Chúng nó bự cọc, bự không nè. Ngon anh Nam. Ngon. Ăn lỗng rửa, ăn rơi, ăn dơ, ở lỗ hả? Ngon. Ăn bận chấm lâu, cày sao tốt thuộc. Ngon. Bông súng trâu ăn sống rất là ngon nha cả nhà. Nam anh thử một cái dọn ơi Nam. Vô vô, ngon quá, ngon quá bà con ơi. Cái đó tắt được rồi. Nó có nồi bự rồi cả nhà, ngồi mình múc ra cái này. Ăn tiếp ra nha cả nhà. Cái này sao cái này gì? Có bông rau mát nha cả nhà. Cái này bầu lát mỏng nha, cái này là thịt này ta kêu bằng cái gì đây nè, pha lê, cá cha pha lê nhúng nè cả nhà, bông súng nè, rau muống nè, mồng tơi, bông rau mát, này là thịt cá cha pha lê lát mỏng nha cả nhà ơi. Này ăn mừng vừa lỗ vừa ở chai mụn cả nhà ơi. Chẳng mấy cái bao nè, các em nào xỉn cho em nào xỉn lên đây nằm luôn. Đây đây nha. Ừ. Quẹo. Xỉn cái quẹo lên đó là có quyền ngủ luôn. Đây có chai bưởi chín quá trời luôn nha. Để bưởi nhậu luôn. Nè bưởi nè. Ôi, có trái cây luôn nha cả nhà. Chưa nó mới gấp đây gì nó thủng cái tính toán lại. Rụng quá. Trời ơi banh thủng thôi đừng đừng nếu nó vỡ ướt bụng. Nè cả nhà. Bốn cái chân rồi, cái này nẹp mới được. Đây nè, nó mua cái sắt bốn nè. Mình làm cho quay được. Trong người vẽ. Bông mắm nè cả nhà. Này ông chủ vẽ xào hành cả nhà ơi. Bông rau mát. Đây có là đi bậy nữa. Bầu bông rau mát, đồ rau nhiều lắm cả nhà, bông súng đồ nhiều lắm cả nhà. Chào cả nhà. Này, ăn mừng lỗ dừa cả nhà ơi. Mình đang móc rồi kiết rồi hết vốn rồi nghỉ nè, mà chiếc nào cũng lỗ, chiếc nào cũng lỗ cho nên thôi bữa nay ăn mừng luôn cho rồi đi. Nè mấy anh em móc dừa không nghe cả nhà, nay có ông này đầu sỏ nè. Đây là đầu sỏ đầu khỉ có này có nhậu à. Ừ. Nè chú Tư nè. Có ông đó già cái đầu đó ông bài á. Rồi ông này già đầu nè, gâu nhiều nhất nè. Gâu nhiều nhất á, ông bài á. Đổ thừa tôi. Ôi bữa chín nhóc bây ơi. Bữa nhóc luôn rồi thọc bưởi. Ồ cái bữa chín ngon rồi. Còn ngay luôn em bưởi. Bỏ bể hai trái rồi chứ. Để đây ngồi trời. Đẹp quá trời cả nhà ơi. Sôi lên rồi mới lên cả nhà ơi. Miếng chả ọc ọc nè. Xương nè, xương nè. Xương nè, xương. Ngồi trời xương. Còn một hai người nữa cả nhà ơi. Đợi một hai người lại cái nữa mình lên luôn. Ba chén hai chén. Hai chén rồi. Trời ơi tới luôn ha.
vô. Vô ngay đủ nhỏ. Qua đảo ư? Nhỏ ông trước quay. Nhỏ ông trước đi. Đảo ư? Dạ. Để nhỏ đi. Em không thổi rồi. Tao không có số. Mẹ cũng có số luôn. Điện thoại em đâu có gì. Bớt ra tao, bớt ra tổng ra. Tao có. Béo. Rồi. À, tới rồi, à, tới rồi cho ly đi. Hả? Yên tâm á. Rồi. Mở đâu? Còn bụng chưa? Còn mới đợi. Vô còn nữa. Điện ngoài tú rồi. Điện tú rồi, chạy vậy? Chạy không máy giờ nó quấn game rồi đó. Game thì nó mất máy. Rồi. Nó có mới được. Mới qua anh bảo mà. Tiếng qua vậy? Tiếng mới lấy. Mới á, mới không á. Còn cái ấy đừng có cái sái này đừng mới bỏ vô nè, đừng có ấy nè. Không có vô. Cái này có người ăn cống được mà. Cống nó được ăn lại. Lắm, ủa không? Đúng không? Ủa ăn cơm đi. Thầy bỏ đây, thầy bỏ đó hả? Dạ, con muốn đợi. Ăn này nè. Lại rồi. Con Phương chưa về à? Ừ, bún. Chó ăn rồi, không ăn bún. Vô lại đi. Để ra mấy vừa nè. Cái đó mới lên nha. Đã là nó thắng còn nhiều rồi. Đổ mắm cũng rồi nha cả nhà, không hoàn thành anh em cũng vô mắm mà cả nhà ơi. Thôi video video cũng dài, anh em cũng tạm biệt cả nhà, cho anh em ăn thoải mái cả nhà, để quay hoài cái anh em ngại. Bye bye cả nhà. Nhà cả nhà tiếp sau cả nhà ơi, thấy thương kênh Bố Báo vừa thì cho con like, một đăng ký kênh, một chia sẻ ủng hộ kênh nha cả nhà. Không tưởng đâu.